Ngày 20 tháng 11 hàng năm ở Việt Nam là ngày tôn vinh các thầy cô giáo. Người ta bày tỏ lòng tri ân qua việc chọn mua những bó hoa để gửi tặng thầy cô. Và thị trường hoa cho ngày này ở năm nay cũng không thoát cảnh chịu ảnh hưởng chung từ hệ lụy làm ăn mùa Covid. Sức mua của năm ngoái thì người ta không mua gì đấy. Thì nó mua nó thoải mái hơn. Năm nay thì khác. Cái khác đó là người mua hoa để tặng thầy cô giáo năm nay đã dè sẻn hơn khi chọn những bó hoa ít tiền. Chị tưởng chị không bán được gì cơ. Sao không ngờ ra bán được quá trời luôn. Cứ thế bán mà cho phụ huynh về á thì có một hai người trả giá, còn lại không ai trả giá hết. Không ai trả giá hết, còn vì giá hoa năm nay được ghi nhận là khá rẻ và người bán hoa khéo léo chọn kết những lẵng hoa, bó hoa sao cho vừa tầm túi tiền của số đông các bậc phụ huynh vốn đang chịu cảnh làm ăn khốn khó khi dịch Covid kéo dài sắp gần tròn năm. Thực sự là mấy năm nay là mua ít tại vì là phụ huynh bây giờ là không có thường là mua một lẵng hoa, một lẵng hoa lớn để tặng đại diện cho ba mẹ phụ huynh tặng luôn. Còn một số người thì mua riêng thì đúng là thực sự là ít hơn mọi năm. Mọi năm là nhà nhà người người đều đi mua nhưng mà năm nay thì là ít hơn là do là cái tư tưởng cải cách nhiều đi rồi á. Họ không có tặng hoa cho thầy cô mà họ tặng cái giá trị vật chất hơn á. Giá trị vật chất hơn đó chính là khoản tiền mặt, ít nhiều tùy vào khả năng của phụ huynh. Đây được coi là vấn đề của tế nhị vì mang đến cảm giác của giá trị bạc tiền cho một tôn vinh nghề nghiệp. Với phụ huynh nghèo khó thì cả hoa lẫn quà vật chất ở hiện tại đều nan giải. Tặng bông hay tặng cỏ gì tặng đấy. Còn mỗi năm thì tặng tiền, còn năm thì có tặng bông rồi có cỏ tiền nữa. Năm nay hủy ra có nhiều mình có tiền mình chứ khó khăn làm ăn khó khăn. Chứ mình tặng được gì cô. Người Việt luôn tôn sư trọng đạo, quà cáp ở ngày vinh danh nghề nhà giáo được nhắc nhở rằng không phải đến từ giá trị của số tiền bỏ ra mà từ chân tình bày tỏ, và hoa thường được chọn là phương tiện dùng để chuyển tải tấm lòng tri ân ấy.